Vâng, thì qua các vấn đề anh trên các vừa nói thì anh có thể cho em một cái chốt là so sánh giữa là bảo hành chính hãng ấy với lại bảo hành của bên Clickbuy ấy, nó có sự khác nhau, khác biệt thế nào và có sự giống nhau thế nào không ạ? Như anh em biết là nó nói là hàng chính hãng, nếu mà anh em bảo hành hàng chính hãng dạ vâng. và anh em mà không biết mà anh em cứ qua dạ vâng. đó là anh em chỉ được bảo hành thôi, sửa chữa thay thế thôi. Còn nếu mà anh em mua hàng chính hãng tại Clickbuy thì anh em sẽ được cái cơ chế đổi trả trong vòng 30 ngày. Nghĩa là đổi chiếc máy mới á, chứ không phải là thời gian nó dài hơn. Đúng rồi. Cộng với thêm nữa đó là với cái giá mà anh em mua, anh em có thể so sánh với tất cả các hệ thống thì anh em sẽ được một cái gói nữa là ngoài cái chính sách bảo hành của hãng ra. Hãng rơi vỡ không bảo hành, nhưng mà Clickbuy sẽ, nếu mà anh em bị rơi vỡ là Clickbuy sẽ hỗ trợ miễn phí cho anh em. Cũng nó khác mà. Tự dưng bây giờ tôi lấy ví dụ một con 33 triệu nhá. Vâng, lấy ví dụ 33 triệu một con Phoba đi. Vâng, bây giờ đâu đâu cũng bán 33 triệu. Anh em mua là anh em phải bỏ 33 triệu ra để mà mua. Anh em quá đông thế thôi, hoặc là anh em sẽ phải bỏ hơn cái số tiền đấy. Nhưng mà khi mà lỗi ấy, là anh em chỉ ra các trung tâm bảo hành, hãng của bảo hành thôi. Ok, nhưng bên tôi cũng thế, bán 33 triệu. Vâng. Nhưng mà ngoài cái vấn đề là anh em được bảo hành hãng ra thì chẳng may anh em bị quẳng cái toang cái màn hình, bên tôi hỗ trợ 30% tiền thay màn hình, hoặc anh em rơi vỡ, hoặc anh em bị làm sao rơi vào nước, mọi thứ bên tôi miễn phí sửa chữa. Còn các bên khác làm gì có vấn đề đấy? Nói chung là giá thì như nhau, giá như nhau, y hệt chất lượng, đúng rồi, chất lượng sản phẩm y hệt. Bây giờ với các bên khác thì các bên chính sẽ về cái chính sách bảo hành thôi, mà bên mình được hỗ trợ thêm được cả bảo hành rơi vỡ 30% nữa. Đây là hỗ trợ miễn phí. Vâng. Thì chúng ta nha, tôi làm hàng chính hãng nó cũng hơi muộn một chút anh em, chứ còn nếu mà để mà nói về cái chính sách bảo hành hãng tại thời điểm này tôi nghĩ là best luôn. Khá best mà hỗ trợ anh em gần như là hết mức có chính thể chính xác